Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco, Tổng thư ký Martin Trung ương và Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ của IPU Dan Caden đang có chuyến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh sự có mặt của các vị lãnh đạo IPU đã tới Việt Nam tham dự hội nghị. Nêu rõ, kể từ sau khi tham gia IPU năm 1979, Quốc hội Việt Nam luôn nỗ lực tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của IPU. Quốc hội Việt Nam đặc biệt quan tâm và ủng hộ phong trào Hãy nói có với thanh niên trong nghị viện do IPU phát động và mong muốn sẽ có ngày càng nhiều nghị sĩ trẻ trong các nghị viện trên toàn cầu. Việc Việt Nam đăng cai hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần này một lần nữa khẳng định cam kết và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong IPU, đồng thời cũng khẳng định sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với vai trò của thanh niên và các vấn đề chung của giới trẻ. Nêu rõ Quốc hội Việt Nam vinh dự đăng cai hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và đã chuẩn bị từ sớm, nỗ lực đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho hội nghị. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị IPU quan tâm xúc tiến các chương trình tăng cường năng lực cho các nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các nghị viện thành viên. Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco, Tổng thư ký Martin Trung ương và Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ của Liên minh Nghị viện Thế giới Dan Caden cảm ơn sự đón tiếp trọng thị chu đáo của Chủ tịch Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội Việt Nam dành cho các đại biểu nghị sĩ trẻ đến từ các nước trên thế giới, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và khoa học của Quốc hội Việt Nam cũng như chủ đề của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Các nhà lãnh đạo IPU tin tưởng hội nghị sẽ thành công tốt đẹp với những kết quả thiết thực, trong đó thể hiện mạnh mẽ vai trò của các nghị viện và giới trẻ đối với vấn đề chung hiện nay. Trước đó, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và chỉ đạo trực tiếp chương trình tổng duyệt lễ khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Cùng dự chương trình tổng duyệt có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng ban tổ chức và các thành viên trong ban tổ chức hội nghị. Tại chương trình tổng duyệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo và gợi mở nhiều vấn đề quan trọng cho công tác chuẩn bị hội nghị, lưu ý ban tổ chức cần tham khảo thông lệ của IPU trong công tác tổ chức các hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu trước đây, bảo đảm phù hợp với truyền thống văn hóa và điều kiện thực tế của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của IPU, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, các cơ quan, ban ngành địa phương hữu quan của Việt Nam, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và các cơ quan của Quốc hội đã tích cực chuẩn bị cho hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong các đại biểu quốc tế và đại diện cơ quan, ban ngành địa phương hữu quan tích cực hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp.